Thì hôm nay tôi sẽ trình bày một vài cây lâm sàng khi máu để minh họa cho những bài học phía trên. Đầu tiên là các thông số khi máu thì các bạn đã đều biết rồi. Thì gồm có những cái thông số cơ bản pH, PaCO2, PaO2, H2O3 trừ và SO2. Thì nó chia làm hai cái vấn đề chính trong trong tất cả những cái thông số này. Thì thông số vấn đề đầu tiên đấy là cái rối loạn thăng bằng axit bazơ. Cái rối loạn thứ hai đấy là cái vấn đề trao đổi khí, trong đó thì có trao đổi CO2 và trao đổi oxy. Thì chúng ta chia làm hai cái vấn đề chính, đấy là rối loạn axit bazơ và trao đổi khí. Thì về trao đổi khí thì chúng ta có trao đổi oxy và trao đổi CO2. Thì những cái thông số này có lẽ tiến sĩ Tuấn và tiến sĩ Sơn đã giải thích với tất cả mọi người rồi. Thì PaO2, SO2 là những thông số gì đã nắm rõ chưa ạ? Có cần thì giải thích lại không ạ? Có lẽ không cần thì giải thích lại đúng không ạ? Thì có một cái thông số về cái nồng độ oxy trong phế nang màng mạch, trong phế nang. Thì mọi người cũng nắm rõ chưa ạ? Thì cái AdHy này thì tính dựa vào cái nồng độ oxy trong phế nang trừ đi nồng độ oxy trong trong màng mạch. Thì cái bình thường nó khoảng 5 đến 15 mm thủy ngân. Khi mà chênh lệch phế nang màng mạch tăng cao thì chứng tỏ là có rối loạn trao đổi oxy ở phế nang. Ngoài ra chúng ta sử dụng cái thông số P trên F này cho một số bệnh nhân suy hấp nữa. Còn về trao đổi CO2 thì đại diện CO2 chính là cái thể tích khí lưu thông. Thì khi mà CO2 tăng thì thể tích khí lưu thông thì, khi mà thể tích khí lưu thông giảm thì CO2 nó sẽ tăng. Thì về trao đổi khí thì nó sẽ tương đối là đơn giản trong những cái thông số về khí máu. Chúng đều là những cái phép tính cộng trừ nhân chia thôi. Thì cái này tôi sẽ không đi sâu vào mà tôi sẽ đi sâu vào. Dựa với trao đổi khí này thì chúng ta sẽ xác định được hai cái loại rối loạn chính là rối loạn suy hấp tip 1 và suy hấp tip 2. Thì suy hấp tip 1 thì chủ yếu là giảm oxy, PaCO2 có thể bình thường hoặc giảm. Còn cái suy hấp tip 2 thì là giảm oxy và tăng CO2 máu. Thì cái suy hấp tip 1 này đa số là những nguyên nhân thường là do những bệnh lý về nhu mô phổi gây nên. Những bệnh lý về phế nang và nhu mô phổi gây nên. Còn bệnh lý về tăng CO2 thì thường liên quan đến bệnh lý về cơ, về những cái đường thở gây nên. Thì dựa vào hai cái loại suy hấp này chúng ta sẽ đánh giá được cái tổn thương, vị trí tổn thương ở đâu. Thì đến cái bước có lẽ là bước khó khăn hơn, đấy là bước tiếp cận những cái rối loạn toàn kiềm. Thì đây là bước sẽ gây rất nhiều những vấn đề cho các bạn trong thực hành lâm sàng. Bước phía trước đấy là đều là những cái phép tính toán đấy. Thì để tiếp cận cái rối loạn toàn kiềm thì các bước này thì các bạn đã đọc qua rồi chưa? Thì bước đầu tiên là chúng ta đều xác định cái vấn đề pH, pH máu là toan hay kiềm. pH toan là khi mà pH, xin lỗi tôi biết ngược chút, pH toan là khi pH nhỏ hơn 7,35 và pH kiềm đấy là pH lớn hơn 7,45. Cái bước thứ hai chính là bước xác định xem đấy là cái tiên phát là gì. Tiên phát là hô hấp hay là tiên phát là chuyển hóa. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái độ thay đổi PCO2 và thay đổi pH. Nếu mà CO2 tăng lên nhưng mà pH nó giảm thì rối loạn tiên phát là hô hấp. CO2 mà thay đổi cùng chiều thì rối loạn tiên phát sẽ là chuyển hóa. Thì cái bước này thì lát nữa thực hành thì chúng ta sẽ tiến hành từng bước một cho cụ thể. Bước 3 thì là cái khả năng bù trừ thì theo tùy cái tình trạng toan kiềm tiên phát, ví dụ hô hấp thì sẽ được bù bằng chuyển hóa, còn chuyển hóa thì ngược lại sẽ được bù bằng hô hấp. Chúng ta sẽ phải tính xem cái mức độ bù trừ như nào, bù trừ có đủ hay không, không đủ thì có gì thêm vào so với cái rối loạn toan kiềm tiên phát hay không. Cái bước thứ tư đấy là bước tính khoảng trống anion. Khoảng trống anion thì chúng ta sẽ tính nếu mà bệnh nhân có toan chuyển hóa. Còn lại trong các trường hợp khác thì chúng ta cũng không phải chú ý nhiều cái khoảng trống anion này. Đấy. Thì bước thứ năm thì nếu mà có toan tăng khoảng trống anion thì chúng ta mới tính cái tỷ lệ delta trên delta này.
Đấy, thì bước thứ tư, thứ năm thì sẽ phụ thuộc nhiều vấn đề là bước thứ ba có toàn chuyển hóa hay không. Bước thứ năm sẽ phụ thuộc vào bước thứ tư là có toàn chuyển hóa tăng amin gap không. Nếu mà hai trường hợp trên không có toàn chuyển hóa hoặc không có toàn chuyển hóa tăng amin gap thì chúng ta có thể bước sang bước thứ sáu, tức là tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân rối loạn thăng bằng kiểm toán. Thì tôi sẽ đưa ra những cái sơ đồ đơn giản nhất để xác định cái nguyên nhân rối loạn thăng bằng kiểm toán. Vậy là bước thứ nhất và bước thứ hai là tương đối là dễ dàng, là nhìn trên khí máu chúng ta có thể xác định được luôn. Bước thứ ba thì chúng ta sẽ phải tính toán, thì công thức tính toán thì đây là công thức tính toán bù trừ. Đối với lại toàn chuyển hóa thì chúng ta sẽ tính FPA2 dựa vào HC3 trừ này. Và đối với kiểm chuyển hóa thì CO2 sẽ được tính theo cái công thức như trên ạ. Công thức đối với lại toan và kiểm hô hấp tương tự như thế. Và sau khi xác định cái bước thứ ba là bước bù trừ rồi thì chúng ta đi vào bước thứ tư đấy, bước tính khoảng trống anion. Anion thì khoảng trống anion chúng ta sẽ tính bằng Na cộng trừ đi clo cộng với HC3 trừ như công thức phía trên. Tuy nhiên cái khoảng trống anion này nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ albumin nữa, thì chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh theo albumin. Thì đây là công thức hiệu chỉnh albumin, sẽ bằng cái anion gap chúng ta tính toán được cộng với 2,5 nhân với 4 trừ albumin. Albumin này chúng ta tính là gam trên decilit, nó từ thường giá trị bình thường nó là 4 gam trên decilit, nó khác với giá trị bình thường các bạn đo là gam trên lít đúng không ạ, 30, 25 cái thứ đấy, thì chúng ta quy về cái gam trên decilit. Thì bước thứ năm đấy là bước tính tỷ số delta trên delta này thì để xác định xem là cái sự thay đổi anion gap nó có phù hợp với sự thay đổi của HCO3 trừ không, để xác định xem những cái rối loạn toan kiểm hỗn hợp ngoài cái toan tăng anion gap nó có kèm thêm với lại toan không tăng anion gap hay không, hoặc là toan tăng anion gap thì nó sẽ kết hợp với lại kiểm kiểm chuyển hóa. Đây là cái thông số. Bình thường thông số thì tùy thuộc vào những cái tình trạng lâm sàng có nhiều cái giá trị tham khảo. Tuy nhiên chúng ta lấy thông số chung đến là từ 1 đến 2. Như vậy nếu nhỏ hơn 1 ấy, thì thường đây là sẽ kết hợp cả toan chuyển hóa tăng anion gap kết hợp với lại toan chuyển hóa không tăng anion gap. Còn nếu mà trong giới hạn bình thường thì chỉ có duy nhất cái toan chuyển hóa tăng anion gap đã xác định ở bước 4 đâu. Còn nếu nó cao hơn 2 thì nó thường sẽ kết hợp với một cái kiểm chuyển hóa đi kèm nữa. Thì khi xác định những cái vấn đề toan kiểm như thế thì sau đấy thì chúng ta sẽ xác định tiến tới cái bước thứ 6, đấy là bước xác định tùy theo từng căn nguyên. Thì ngoài những cái tình trạng toan kiểm thông thường, chúng ta còn một cái tình trạng rối loạn toan kiểm hỗn hợp. Khi tất cả cộng hợp hỗn hợp nó cộng gộp lại nhau thì nó tạo nên cái pH bình thường này. Thì đây là cái bảng tổng hợp lại những cái trường hợp pH bình thường nhưng mà rối loạn toan kiểm. Thì sẽ đi vào từng cây lâm sàng một. Bước thứ sáu, đây là bước thứ sáu khi mà tiếp cận với toan chuyển hóa tăng khoảng trống anion. Thì chúng ta đi theo sơ đồ toan chuyển hóa tăng anion gap, toan chuyển hóa tăng anion. Đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra xem lactate và ceton nào. Lactate tăng, ceton tăng, chúng ta đi theo cái sơ đồ lactate ceton. Thứ hai nữa chỉ kiểm tra cái chức năng thận. Nếu chức năng thận tăng thì nguyên nhân toàn chuyển hóa đấy là có thể do cái suy thận gây ra. Thứ ba nữa, nếu hai trường hợp trên không có thì chúng ta kiểm tra cái khoảng trống áp lực thẩm thấu để xác định xem là bệnh nhân có ngộ độc những chất rượu độc thông thường không. Và khi mà khoảng trống anion gap thông bình thường thì chúng ta sẽ đi tìm những cái nguyên nhân hiếm gặp hơn, ví dụ như D-lactic acidosis và những cái ngộ độc Nam oxy proteinema. Thì những cái đấy nguyên nhân rất là hiếm gặp. Thì mục tiêu chúng ta cũng không phải tập trung vào nhóm này, chúng ta đi tập trung vào những cái nhóm thường gặp. Đấy là toàn tăng lactate, toàn toàn ceton, toàn do suy thận và toàn do ngộ độc. Đối với toàn chuyển hóa tăng không tăng anion gap thì chúng ta đi theo sơ đồ. Đầu tiên đấy là xem bệnh nhân có bị truyền quá nhiều dịch không. Truyền quá nhiều dịch thì nó sẽ giữ lại cái clo và gây tăng toan tăng clo máu.
Cái thứ hai, nếu mà không truyền quá dịch thì chúng ta xem bệnh nhân có suy thận không. Suy thận như vậy, suy thận có thể tăng gây tăng toàn chuyển hóa, tăng amin gan hoặc là không tăng amin gan. Cái tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá những vấn đề liệu có những cái toàn hóa ung thận hay không, và có trường hợp là mất HCO3 đường ruột hay không. Đây là cái sơ đồ, tất cả những cái sơ đồ tôi đưa ra đều là sơ đồ tóm tóm tắt thôi ạ. Còn để đi sâu vào từng cái nguyên nhân một thì nó viết rất là dài, một cuốn khí máu có thể viết đến cả nghìn trang. Về kiềm chuyển hóa, thì chúng ta sẽ đi đánh giá, đầu tiên đánh giá cái tình trạng thể tích lòng mạch bệnh nhân, xem là bệnh nhân có mất dịch hay không. Nếu mất dịch thì có thể mất dịch qua đường tiêu hóa hoặc là mất qua thận, hiệu hội chứng Bater Guenther. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ đánh giá cái huyết áp và tình trạng ca cộng để đánh giá những cái vấn đề về hormone thượng thận. Đây là những rối loạn thường liên quan đến vấn đề về thượng thận, aldosterone và renin angiotensin. Cái toàn hô hấp thì tương đối là đơn giản tiếp cận, thường là liên quan đến vấn đề giảm thông khí. Giảm thông khí có thể do cái trung tâm, có thể do bệnh lý về cơ, có thể do bệnh lý về nhu mô phổi nó kém đàn hồi. Về kiềm hô hấp thì chúng ta sẽ đánh giá nguyên nhân đầu tiên gây kiềm hô hấp chính là nguyên nhân thở nhanh do mà tụt oxy máu. Thì chúng ta sẽ đánh giá cái triệu chứng thiếu oxy trước, và nếu có thiếu oxy thì chúng ta sẽ tiếp cận bệnh nhân theo hướng là thiếu oxy máu chứ không tiếp cận theo hướng là kiềm hô hấp. Đấy. Tại vì thiếu oxy máu là cái nguyên nhân sẽ nguy hiểm hơn sau kiềm hô hấp. Còn nếu không có thiếu oxy máu thì chúng ta sẽ xác định xem bệnh nhân có cái thịt vật vã, có những cái biểu hiện tăng thông khí hay không. Thì khi tăng thông khí nó sẽ gây đến tình trạng kiềm hô hấp. Và đánh giá chú ý một cái nguyên nhân thường gặp của kiềm hô hấp đấy là cái tắc mạch phổi. Tắc mạch phổi thì nó thường gây nên giảm oxy và giảm CO2. Đấy là cái tóm tắt về các bước tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân toàn kiềm đơn thuần. Thì chúng ta đi về từng cái ca lâm sàng cụ thể. Ca lâm sàng đầu tiên, ca lâm sàng 1, bệnh nhân nam 75 tuổi vào viện vì sốt khó thở một ngày. Nhiệt độ khi vào viện là 38,5 độ, mạch 120 Hz 95 đến 40, mạch 35 SpO2 84, nghe phổi răng là giảm thông khí đấy phổi. Thì đây là kết quả khí máu. Chúng ta sẽ đi dần từng bước cái phân tích cái kết quả khí máu này. Bước 1 thì chúng ta đánh giá cái gì ạ? Đây là kiềm hoàn toàn ạ. pH này là kiềm ạ. Bước thứ hai là đánh giá gì ạ? Bước thứ hai sẽ đánh giá xem là tiên phát ở đâu ạ? Tiên phát đâu thì chúng ta sẽ đánh giá xem là CO2 nó thay đổi so với lại pH như nào. Ở đây pH thì tăng nhưng mà CO2 thì giảm. Thì cái tiên phát nó là gì ạ? Tiên phát sẽ là hô hấp ạ. Như vậy cái đầu tiên đấy là đánh giá cái kiềm hô hấp, đúng chưa? Cái rối loạn tiên phát là kiềm hô hấp. Bước thứ ba thì chúng ta sẽ đánh giá cái bù trừ của bệnh nhân. Bù trừ bệnh nhân, công thức tính bù trừ bệnh nhân thì chúng ta sẽ lấy tính cái HCO3 trừ dự kiến nếu là cấp tính. Nếu cấp tính thì dựa theo công thức thì chúng ta tính cái HCO3 sẽ là 21. Và nếu mạn tính thì nó sẽ là 16,5, HCO3 thực tế là 17. Thì chúng ta kết luận gì ạ? Bệnh nhân bị suy hô hấp mạn, bị kiềm hô hấp mạn tính không? Có kết luận được không ạ? Chúng ta sẽ dựa vào hoàn cảnh lâm sàng, đấy là bệnh cảnh diễn biến trong một ngày. Một ngày thì đây sẽ là trường hợp kiềm hô hấp cấp tính, nó sẽ không phụ thuộc vào kết quả khí máu, nó sẽ phụ thuộc vào kết quả vào biểu hiện lâm sàng. Thì hô hấp cấp và hô hấp mạn nó khác nhau ở điểm gì các bạn biết không? Sự phân biệt giữa rối loạn toàn kiềm do hô hấp cấp và mạn. Cấp là thế nào, mạn là thế nào? Để chia thời gian như thế nào? Có phải 1 tháng, 2 tháng không ạ? Thì thực tế thì cái thay đổi bù trừ này nó sẽ phụ thuộc vào cái cấp và mạn. Thì đối với lại những rối loạn về chuyển hóa, tức là thay đổi về HCO3 trừ,
thì cái bù trừ nó là gì ạ? Bù trừ là phổi đúng không ạ? Thì phổi sẽ bù trừ rất là nhanh, gần như ngay lập tức với những rối loạn về chuyển hóa. Tuy nhiên khi mà rối loạn là phổi thì cái bù trừ là thận đúng không ạ? Thận nó sẽ cần thời gian. Đối với thời gian cấp thì cái bù trừ nó sẽ kém đi. Đối với thời gian mạn, thời gian đủ dài thì nó sẽ đáp ứng bù đầy đủ. Đấy. Bù đầy đủ thì nó sẽ hạ cái CO2, hạ cái HCO3 này trừ HCO3 trừ này sâu hơn so với cấp. Dù trong cấp này thì nó chỉ hạ cái HCO3 trừ này, nó thải thêm HCO3 làm giảm cái HCO3 xuống 21. Nhưng mà đối với trường hợp mạn thì nó giảm xuống tận 16,5. Đấy thì như vậy cái cấp và cái mạn khác nhau ở cái đáp ứng HCO3 này. Vậy thời gian là như nào? Thời gian để thận đáp ứng hoàn toàn với lại những thay đổi hô hấp thường là 48 đến 72 giờ. Và sau 48 đến 72 giờ thì người ta xác định đấy là giai đoạn mạn. Còn hô hấp thì trong 24 giờ đầu. Như vậy bệnh nhân này có cái kiềm hô hấp cấp. Kiềm hô hấp cấp mà HCO3 thực tế lại 17, nhỏ hơn so với lại cái 21 này. Thì chứng tỏ là có thêm một cái nguyên nhân làm giảm HCO3 trừ nữa. Mà nguyên nhân giảm HCO3 trừ chắc chắn là toàn chuyển hóa rồi. Đây đã hiểu chưa? Có ai không hiểu thì có thể giơ tay. Thì như vậy kết luận ở bước 3 là gì ạ? Bệnh nhân có kiềm hô hấp cấp cộng với kết hợp là toàn chuyển hóa. Toàn chuyển hóa này là gì thì chúng ta đi tiếp tới bước tiếp theo. Tính niêm gap. Niêm gap đây thì niêm gap chúng ta quay lại đây. Xét nghiệm natri 148, clo 110. Thì niêm gap sẽ tính là natri 148 trừ clo trừ đi HCO3 trừ. Chúng ta tính được cái niêm gap tính được của bệnh nhân là 21 và áp lực hiệu chỉnh theo cái albumin chúng ta đây là 2,7 thì chúng ta sẽ xác định được cái niêm gap hiệu chỉnh đến là 24. 24 là cao hay thấp ạ? Bình thường niêm gap là bao nhiêu ạ? 12 cộng trừ 4 ạ. Thì như vậy cái niêm gap này cao rồi, như vậy cái toan chuyển hóa này toan chuyển hóa tăng khoảng trống anion. Thì ngoài cái toan chuyển hóa tăng khoảng trống anion này ra thì nó có kèm theo cái toan chuyển hóa không tăng anion không thì chúng ta đi tiếp tới bước 5. Tính tỷ số delta trên delta. Delta anion gap trên delta HCO3 trừ. Đây chúng ta là 24 trừ đi 12 là cái delta này sẽ cái mẫu tử là 12 đúng không ạ? Cái HCO3 trừ là bao nhiêu ạ? 17. Bình thường nó là 26 24. 24 trừ 17 bằng 7 thì tỷ lệ nó 12 trên 7 là 1,7. 1,7 là trong khoảng từ 1 đến 2 đúng không ạ? Như vậy cái toan chuyển hóa tăng anion gap này thì không có kèm theo những cái rối loạn kèm theo. Tức là chỉ có toan chuyển hóa tăng anion gap đơn thuần. Đấy. Thì đối chiếu và chúng ta sẽ là trong cái khoảng khoảng bình thường nên là chỉ có duy nhất cái toan chuyển hóa tăng anion gap thôi. Không có thêm rối loạn thêm vào nữa. Thì sau khi kết thúc bước 5 thì chúng ta kết luận là gì ạ? Bệnh nhân có kiềm chuyển hóa, kiềm hô hấp cấp kết hợp với lại toan chuyển hóa tăng anion gap. Được chưa? Thế đi tiếp vào bước 6 là chúng ta sẽ phân tích nguyên nhân kiềm hô hấp cấp là gì, nguyên nhân toan chuyển hóa tăng anion gap là gì. Đầu tiên là cái cây về kiềm hô hấp cấp. Kiềm hô hấp cấp chúng ta đánh giá về cái oxy máu. Oxy máu bệnh nhân này là bao nhiêu ạ? Chúng ta quay lại. Oxy là 84%. Thì như vậy cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta xác định được đấy là do cái giảm oxy máu. Thì giảm oxy máu bao giờ bệnh nhân thở nhanh để đáp ứng lại với cái việc nhận giảm oxy máu và khi thở nhanh thì nó làm giảm CO2 đi kèm. Và đây chính là nguyên nhân kiềm chuyển hóa do thiếu oxy máu. Vậy nguyên nhân đầu tiên chúng ta phân tích được chưa? Cái thứ hai vấn đề tiếp theo đấy là toan chuyển hóa tăng anion gap. Thì chúng ta đi theo cây ạ. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra lactate và ceton. Quay lại xét nghiệm ạ. Lactate là bao nhiêu? 5,2 và ceton là âm tính.
Thì đây chúng ta đơn giản có thể kết luận đấy là toàn là toàn tăng lactate. Thì khi tăng lactate thì chúng ta sẽ đánh giá cái vấn đề là gì? Vấn đề hệ thống đây là do sốc, vấn đề cục bộ đấy là do những cái rối loạn, ví dụ như hoại tử ruột hay là hoại tử chi. Và không có vấn đề gì nữa thì chúng ta đánh giá những cái do thuốc, ví dụ metformin hay là do những vấn đề ung thư. Thì ở đây thì có vẻ như bệnh nhân đang đang tiến triển một cái sốc. Chúng ta quay lại bệnh cảnh lâm sàng. Bệnh nhân vào sốt khó thở, biểu hiện có nghe phổi lan lập, giảm thông khí đáy phổi phía nam, oxy thì tụt và mạch nhanh, thì chứng tỏ đây là một cái biểu hiện tiền sốc vậy. Thì như vậy phân tích kết luận ở cái kênh lâm sàng này là gì ạ? Bệnh nhân có kiềm hô hấp cấp do cái suy hô hấp thiếu oxy, cộng với lại toàn chuyển hóa do tăng axit lactic máu trong bệnh cảnh của sốc viêm phổi. Thì quan tim phổi thì viêm thùy dưới phổi phải. Kênh lâm sàng đầu tiên có ai hỏi gì không ạ? Có ai không hiểu thì cứ hỏi ạ. Người im lặng là hiểu hết rồi đúng không? Hiểu hết thì chúng ta đi sang cái cây thứ hai nhé. Cây thứ hai, nhân nam 32 tuổi, tiền sử nghiện rượu. Bệnh nhân được người nhà phát hiện khi nằm hôn mê trước cửa nhà, đưa đến bệnh viện trong tình trạng mạch 120, PO 104 trên 60, nhịp thở 6 lần trên phút, SpO2 88. Đây là kết quả khí máu bệnh nhân ạ. Chúng ta đã phân tích bước 1 đầu tiên là gì ạ? Toàn đúng không ạ? PO 6,96 đấy. Toàn rất là nặng đấy. Bước thứ hai là gì ạ? Đánh giá tiên phát là gì ạ? Thế đây là toàn gì ạ? Toàn hô hấp. Rồi. Hai bước đầu tiên xác định là toàn hô hấp rồi đúng không? Có ai phản đối gì không? CO2 tăng và pH giảm. Thì chứng tỏ là tiên phát là hô hấp. Bước thứ ba chúng ta sẽ đi tính cái gì ạ? Kiểm tra pH toàn máu, toàn hô hấp. Và tính bù trừ. Chúng ta tính cấp tính là 26, mãn tính là 32. Thực tế đây là gì ạ? Thực tế là 13. Thì đây chúng ta xác định đây là tình trạng cấp tính, mãn tính ạ. Tương đối là cấp tính ạ. Bệnh nhân được người nhà phát hiện trong tình trạng thế. Thì nếu mà cấp tính thì dự kiến nó sẽ là 26, mà thực tế là 13. Thì nó thấp hơn cái mức 26 rất nhiều, chứng tỏ là có một cái nguyên nhân làm giảm tiếp cái HCO3 trở xuống. Và nguyên nhân này chính là cái toàn chuyển hóa này. Thấy chưa? Khi làm giảm HCO3 trừ so với thực tế thì so với ước tính thì là nguyên nhân toàn chuyển hóa. Nếu mà HCO3 thực tế cao hơn thì đấy là nguyên nhân do kiềm chuyển hóa. Rõ chưa? Thì sau bước 3 thì chúng ta kết luận được gì ạ? Bệnh nhân có gì ạ? Có toàn hô hấp cộng với lại toàn chuyển hóa. Thì toàn chuyển hóa này bước tiếp theo chúng ta đánh giá gì ạ? Bước 4 là gì ạ? Bước 4 chúng ta tính Anion gap. Anion gap thì ở đây chúng ta nhìn cái bảng natri 132, clo 95 và HCO3 12 thì cái khoảng trống Anion gap nó là 25. Thì Anion gap hiệu chỉnh của nó, cái albumin 11,9 rất giảm đấy. Thì hiệu chỉnh nó là 30. Thì chúng ta có gì ạ? Toàn chuyển hóa tăng albumin gap. Thì kết thúc bước 4 này thì cái kết luận hiện tại là gì ạ? Là toàn hô hấp cộng với lại toàn tăng khoảng trống albumin gap đúng không ạ? Chúng ta đi đến bước 5 là gì ạ? Khi có toàn tăng khoảng trống albumin gap thì chúng ta sẽ phải xem là có kèm với lại toàn không tăng khoảng trống albumin gap hay không. Chúng ta tính tỷ số delta trên delta. Delta trên delta đây tôi tính là 1,5. Thì như vậy là toàn chuyển hóa tăng albumin gap đơn thuần. Kết luận bước 5 này là gì ạ? Bệnh nhân có toàn hô hấp cấp kèm theo toàn chuyển hóa tăng albumin gap đơn thuần. Được chưa? Có ai phản đối gì không? Bước 6 đến những vấn đề tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân. Như vậy chúng ta có hai cái cần tiếp cận, đấy là toàn hô hấp cấp và toàn chuyển hóa tăng anion gap.
Về cái về toan chuyển hóa toan hô hấp thì chắc chắn là vấn đề đấy là rối loạn không khí rồi, bệnh nhân bị giảm không khí. Và đây thì cái nguyên nhân đầu tiên đấy, nguyên nhân ngộ độc rượu, nó gây ức chế trung tâm hô hấp và nó gây cái nhịp thở ban đầu bệnh nhân nó như vậy, nhịp thở 6 chu kỳ trên phút ạ. Đây chính là nguyên nhân gây toan hô hấp cấp, đã xác định được chưa ạ? Cái bước tiếp theo chúng ta xác định đấy là toàn tăng ăn gáp, thì chúng ta đi tiếp theo cái sơ đồ kiểm tra lactate và acetone. Lactate và acetone đây là bao nhiêu? Lactose, lactate 2,1 có tăng không ạ? Tăng một chút thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Acetone là âm tính ạ. Như vậy chúng ta loại bỏ nguyên nhân là chúng ta loại bỏ cái nhánh này. Chúng ta đi tiếp theo nhánh tiếp theo. Nhánh tiếp theo thì chúng ta làm gì ạ? Kiểm tra chức năng thận đúng không? Chức năng thận của bệnh nhân này. Creatinine 74 mmol trên lít. Như vậy nguyên nhân cũng không phải là suy thận. Chúng ta đi tiếp nguyên nhân gì ạ? Kiểm tra cái tương đối quan trọng đấy là cái kiểm tra cái khoảng trống áp lực thẩm thấu. Thì tiếp theo nhưng mà chúng ta tính cái khoảng trống áp lực thẩm thấu thì chúng ta tính bằng cái gì ạ? Thì chúng ta có hai con số áp lực thẩm thấu đo bằng máy và áp lực thẩm thấu đo chúng ta ước tính. Ước tính là chúng ta sẽ dựa vào cái natri, ure và gluco. Ở đây tôi tính được là 277. Còn khoảng trống áp lực thẩm thấu cái áp lực thẩm thấu máu đo được ở máy là 390 mmol trên lít. Thì cái khoảng trống này chính là cái 390 trừ 277 bằng 113 này. Thì đây là một cái vấn đề tăng khoảng trống áp lực thẩm thấu. Thì cái khoảng trống này do cái gì gây ra? Do chính những cái cation, cái ion dương mạnh nó gây ra. Và ion dương này không đo được trên những thông số khí máu thông thường. Thì xét nghiệm đầu chất là methanol dương tính. Thì đây là một loại toan chuyển hóa do ngộ độc, do tăng ngộ độc methanol. Thì tương đối hay gặp ở Việt Nam. Chúng ta gặp rất nhiều ca như thế này đấy. Vậy như vậy kết luận cái ca thứ hai là gì ạ? Bệnh nhân có toan hô hấp cấp do giảm thông khí, ngộ độc rượu và toan chuyển hóa tăng anion gáp do ngộ độc methanol. Thì ngộ độc methanol giai đoạn đầu bao giờ cũng là không tăng lactate và sau đấy thì đến giai đoạn thứ hai khi mà đến giai đoạn sốc rồi thì nó mới bắt đầu tăng lactate lên ạ. Giai đoạn đầu nó không hề tăng tăng lactate. Cái lâm sàng thứ hai có ai hỏi gì? Có ai có câu hỏi gì không? Không hiểu thì cũng có thể hỏi lên ạ. Về cái lâm sàng thứ ba, bệnh nhân nam 56 tuổi khám tại phòng khám hô hấp, bệnh nhân tiền sử ngừng thở khi ngủ, đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì, đang điều trị covaxin diamicrolone glucophage. Thì lúc vào viện là mạch 85, huyết áp 150 trên 85, SpO2 90, thở khí phòng, nghe phổi thì bình thường. Đây là kết quả khí máu bệnh nhân ạ. Chúng ta phân tích ạ. Bước 1 là gì ạ? Đây toan hay kiểm ạ? Toàn ạ. Bước thứ hai ạ. Chuyển hóa hô hấp toàn hô hấp và hai bước đầu rất là đơn giản rồi đúng không? Đây bước một toàn máu, bước hai toàn hô hấp, bước ba là gì ạ? Chúng ta tính bù trừ ạ. Bù trừ nếu mà HC3 dự tính ở đây là tôi tính trước đấy là 26,5 và HC3 mạn tính đấy là bằng 34. Đây chúng ta chọn cái mốc gì ạ? Tình trạng bệnh nhân là tình trạng cấp hay mạn ạ? Không hề có dấu hiệu gì của cấp tính đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải lấy mốc dự tính là mạn tính là 34 này. 34 này. HC3 thực tế là bao nhiêu? 26. Thấp hơn so với lại HC3 thì dự tính. Như vậy là toan hô hấp. Sau đây toan hô hấp mạn. Toan hô hấp mạn kết hợp với lại một toan chuyển hóa. Được chưa? Bước thứ ba có ai hỏi gì không ạ? Hội trường cứ lặng thinh ấy nhỉ?
Hiểu hết rồi ạ. Ở bước thứ tư thì chúng ta làm gì tiếp ạ? Ok, lâm sàng thứ ba này. Bước thứ tư làm gì ạ? Tính khoảng trống anion ạ. Khoảng trống anion gap. Anion gap đây tôi tính là 8, hiệu chỉnh lên là 9. Như vậy là toàn chuyển hóa không tăng anion gap. Thì bước thứ năm tính tỷ số delta trên delta có tính không ạ? Chúng ta không cần tính cái tỷ số này do không có toàn chuyển hóa tăng anion gap. Đấy. Thì bước năm nó sẽ phụ thuộc vào bước 4. Bước 4 phụ thuộc vào bước 3. Còn bước 1 hay 3 là bước cố định. Bước 6 là bước tất cả mọi người đều phải làm. Đấy là chẩn đoán tiếp cận nguyên nhân. Thì bỏ qua bước 5 rồi chúng ta đi đến bước 6. Như vậy nguyên nhân có gì? Toàn hô hấp mạng cộng với lại toàn chuyển hóa không tăng anion gap. Toàn hô hấp mạng này thì chúng ta có thể giải thích dựa vào cái bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân ạ. Có ngừng thở, khi ngủ, có béo phì. Thì đây chính là cái vấn đề tăng CO2 mạng tính của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Bệnh nhân có hội chứng Pickwick đấy. Còn vấn đề toàn chuyển hóa không tăng anion gap, chúng ta sẽ tiếp cận theo sơ đồ của toàn chuyển hóa tăng anion gap. Đầu tiên chính là vấn đề bệnh nhân có được truyền nhiều dịch không ạ? Không, loại trừ. Thứ hai, chức năng thận bệnh nhân ạ. Chức năng thận creatinine 83 bình thường đúng không ạ? Loại trừ nguyên nhân về suy thận. Chúng ta đi tiếp đến cái vấn đề về về K cộng, về pH nước tiểu và về anion gap niệu. Thì cái bước này thì nó hơi khó hơn cho tất cả các bạn. Thì đây thì tôi sẽ trình diễn chung thôi. Là cái K cộng máu là 5,8. Hơi tăng một chút đúng không ạ? Và pH niệu 5,0. Natri niệu 60, K niệu 10, clo niệu là 15. Cái khoảng trống anion niệu bằng cái natri niệu cộng với K niệu trừ đi clo niệu bằng 55, lớn hơn 20. Thì chúng ta quay lại sơ đồ này ạ. Đầu tiên tiếp cận K cộng có tăng đúng không ạ? K cộng có tăng thì chúng ta đi theo toàn chuyển hóa tiếp, toàn thận tiếp 4, hoặc là trong bệnh lý nguyên lý về các bệnh lý toàn ống thận khác. Còn tiếp 1, tiếp 2 và bệnh lý mất HCO3 trừ thì K cộng nó đều bình thường hoặc giảm. Tiếp theo chúng ta tính cái pH niệu. pH niệu lên 5, nhỏ hơn 5,3. Và cái khoảng trống anion niệu thì nó lớn hơn 20. Đây, 5 năm lớn 20. Thì đây kết luận đấy là toàn chuyển hóa không tăng anion gap do toàn ống thận tiếp 4. Và tiếp 4 này thì thường thứ phát sau dùng ức chế men chuyển. Nó liên quan đến hệ thống renin năng angiotensin. Đấy, thì như vậy kết luận chung bệnh nhân là toàn hô hấp mạn do giảm thông khí ở bệnh nhân béo phì, kết hợp với một toàn chuyển hóa không tăng khoảng trống anion do toàn ống thận tiếp 4 thứ phát sau dùng thuốc. Để điều chỉnh cái này thì chúng ta đơn giản chuyển cái thuốc điều trị tăng huyết áp sang loại loại khác ạ. Cây lâm sàng thứ tư, bệnh nhân nam 60 tuổi, phát hiện trong tình trạng hôn mê, nôn mửa nhiều, tiền sử nghiện rượu. Vào thì nhiệt độ 39 độ C, mạch 130, huyết áp 74, 40, nhịp thở 8 lần trên phút, SpO2 80%. Có giống cây lâm sàng 2 không ạ? Tương đối giống đúng không? Cũng nghiện rượu, cũng hôn mê, cũng thở chậm, SpO2 tụt, có điều mạch huyết áp bắt đầu tụt rồi, nhiệt độ tăng. Kết quả khi máu đây ạ. Bước 1 chúng ta làm gì ạ? pH đây là như nào? pH bình thường thì làm gì tiếp ạ? Làm được bước tiếp theo tiền phát thì thứ phát gì ạ? Chúng ta quay lại cái sơ đồ tiếp cận với pH bình thường ạ. Đây. Thì khi mà pH bình thường chúng ta sẽ phải chú ý ba vấn đề: PCO2, HCO3 trừ và anion gap. Thì PCO2 và HCO3 trừ có sẵn ở khí máu rồi thì chúng ta sẽ đánh giá cái anion gap ở bước tiếp theo.
chúng ta sẽ sử dụng cái bảng này ạ. Và chúng bước hai chúng ta tính theo gap, ăn gap ở đây là 15 và hiệu chỉnh lên là 21, nó đối chiếu vào cái bảng này. Bảng này thì chúng ta thấy cái gì ạ? CO2 là bao nhiêu ạ? 65 tăng lên đúng không ạ? CO3 là 36 tăng không? Tăng ăn gap nó tăng không? 21 tăng này đúng không ạ? Thì đây là cái đối chiếu vào bảng này, chúng ta có CO2 tăng, HCO3 trừ tăng, ăn gap tăng. Thì bệnh nhân có ba cái rối loạn chuyển hóa, ba cái rối loạn axit bazơ này phối hợp vào để tạo nên cái pH là trung tính, pH 7,37. Như vậy chúng ta đi về từng sơ đồ một, lại cái đầu tiên đấy là toàn hô hấp cấp, thứ hai là kiềm chuyển hóa và toàn chuyển hóa tăng khoảng trống bao nhiêu. Thì toàn hô hấp thì đơn giản thôi. Đấy, cái giảm thông khí phân nang ngộ độc rượu, tần số thở có 8 đấy ạ. Kiềm chuyển hóa. Kiềm chuyển hóa thì chúng ta đi vào cây kiềm chuyển hóa. Kiềm chuyển hóa đấy ạ. Chúng ta có nguyên nhân đầu tiên để xác định cái vấn đề mất nước, mất dịch hay không. Sau đó thì đánh giá, nếu không có mất dịch thì đánh giá những cái vấn đề về các hormone về thường thận. Thì bệnh nhân có mất dịch không ạ? Có nôn mửa, có tình trạng sốc, contraction là carbocyst. Thì nguyên nhân có thể là do mất HCl trừ do nôn nhiều. Thì đây là một nguyên nhân hay gặp ở bệnh nhân nhiệt trợ. Đến bước tiếp theo là như vậy, toàn hô hấp cấp là do giảm thông khí phi nang, kiềm chuyển hóa là do nôn nhiều, toàn chuyển hóa tăng ăn gáp. Thì tiếp cận cái toàn chuyển hóa này dựa vào sơ đồ. Sơ đồ thì chúng ta đi lại cái xét nghiệm, đầu tiên là kiểm tra lactate có tăng, kiểm tra cetone lại cũng dương tính. Thì thận thì ở đây cũng không có thông số thận, coi như thận bình thường. Thì chúng ta cũng có hai cái thông số, đấy là toàn chuyển hóa do tăng lactate và toàn chuyển hóa do cetone này. Thì tiếp theo cái lactate này thì chúng ta sẽ đánh giá gì? Đánh giá xem là cái tuyến máu hệ thống như nào, có sốc hay không. Thì bệnh nhân này huyết áp tụt rồi, đây là tình trạng sốc nhiễm khuẩn rồi, thường là do viêm phổi sạc. Thứ hai nữa là tình trạng về toàn do cetone. Toàn cetone thì nó chia làm ba cái loại, đấy là toàn cetone do đái đường, đường máu tăng cao. Thứ hai nữa là trong những tình trạng bệnh nhân béo phì, chuyển hóa tăng chuyển hóa. Đấy, thứ ba đấy là trong bệnh nhân nghiện rượu và ngừng rượu. Khi ngừng rượu thì cái cơ thể nó thiếu rượu, nó tăng tiết nhiều cái adrenaline và nó tiêu thụ mỡ rất nhiều, nó gây nên cái ketone này. Thì ở đây cái toàn tăng ketone này chính là do cái vấn đề nghiện rượu mãn tính gây nên, vẫn thường gặp trong những người nghiện rượu. Thì như vậy chúng ta đã tiếp cận được ba cái nguyên nhân do rối loạn chuyển hóa, rối loạn axit bazơ ở bệnh nhân này rồi. Thì về kết luận thì cái phân tích khí máu chúng ta chia làm hai cái vấn đề, chính là trao đổi khí và rối loạn thăng bằng hiển toàn, đúng không ạ? Trao đổi khí thì cộng trừ nhân chia các bạn về tự tính và so các con số về ADO2 với lại PCNS, những con số đấy thì tương đối là dễ để xác định. Còn cái vấn đề gây nhức nhối nhất đối với tất cả các bạn đấy chính là cái rối loạn thăng bằng kiểm toàn này, lại rối loạn thăng bằng kiểm toàn hỗn hợp nữa thì còn khó nữa. Thì các bước tiến hành phân tích khí máu theo cái sáu cái bước trên tôi trình bày, và chú ý nhớ những cái sơ đồ chẩn đoán nguyên nhân của từng cái rối loạn thăng bằng kiểm toàn đơn thuần một. Thì có ai có câu hỏi gì không? Đây, bước 1, bước 2 rất là dễ đúng không ạ? Bước 3 cũng chỉ là cộng trừ nhân chia thôi. Bước 4, bước 5 thì bước 6 thì sẽ cần những cái phân tích kỹ hơn. Và khi mà đi theo cái sơ đồ thì nó đều chú ý đây là sơ đồ đều là những cái nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân thường gặp đấy ạ.
Còn nếu dùng sơ đồ mà chưa phát hiện được cái vấn đề thay rối loạn thăng bằng kiềm toan thì nó sẽ còn nhiều cái sơ đồ phức tạp hơn nữa. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Công thức bù trừ ra. Sau này hội hỗ trợ hô hấp sẽ gửi slide cho các bạn, sau cứ phải chụp lên chứ. Thì không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo của tiến sĩ Tuấn nhé.